tiến chớ tu lùi. Lúc Đức Thầy ở Sài Gòn, có hai bà Huỳnh Thị Cưỡng và em thứ tư là Huỳnh Thị Lịnh ở Tòng Sơn. Sau khi được quy y với Đức Thầy, hai bà về nhà cố gắng lo tu thân hành thiện. Hằng ngày thường xem sấm giảng của Đức Thầy là một quyển kinh Nhật tụng. Khi đọc đến câu "chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh", quyển 4, giác mê tầm kệ, thì hai bà bàn tán với nhau. Bà hai nói với bà Tư: "Chị Tư à, thầy bảo chay bốn bữa ấy là quy tắc, mà mình ăn 6 ngày, lại ăn thêm mỗi năm 3 tháng nữa, sợ e trái lời thầy có lỗi." Bà Tư nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy á, nhưng từ khi chưa quy y, mình ăn theo truyền thống của cha mẹ theo Thiền Lâm, bây giờ đã quy y với Đức Thầy thì phải ăn lại 4 ngày, chứ ăn dư sợ có lỗi quá chị à." Hai bà ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn biết rõ hơn, chị em mình đi lên Sài Gòn đi. Trước là đi thăm Đức Thầy, sau là nhờ thầy dạy cho mình biết coi nên để y hay là sửa lại." Bàn tán xong, vài ngày sau, hai bà đi đến Sài Gòn. Khi ra mắt Đức Thầy, bà Tư lẹ miệng bạch: "Bạch thầy, chị em con lên thăm thầy và nhờ thầy dạy cho chúng con biết một việc. Nguyên là trước kia chưa quy y với thầy, chị em con ăn chay theo Thiền Lâm 1 tháng 6 ngày với 3 tháng tam ngương. Nay thầy dạy ăn 4 ngày, vậy giờ chúng con ăn bớt lại hay là ăn luôn, nhờ thầy chỉ dạy ạ." Nét mặt từ bi, Đức Thầy mỉm cười bảo: "Thở nhỏ cô đi học lớp mấy trước nhất?" "Dạ bạch thầy, đầu tiên con học lớp 5 á." Đức Thầy hỏi: "Rồi năm sau cô học lớp mấy?" Bà Tư bạch thầy: "Năm sau thì con học lớp 4 Đức Thầy dạy: "Ờ, mới thì học lớp 5, sau lớp 4, rồi đến lớp 3, nhì, nhất. Nên nhớ là càng học càng lên, chớ không ai học xuống bao giờ. Sự tu cũng vậy, các cô ăn mỗi tháng 6 ngày, một năm 3 tháng là tốt lắm, cớ sao đổi ăn bớt lại. Sở dĩ thầy dạy chay 4 bữa, đó là nguyên tắc đầu tiên của người sơ học. Phải tùy trình độ của họ mà cho họ tập sự theo điều kiện tối thiểu. Rồi khi trình độ giác ngộ khá thêm, sẽ từ từ tiến, chớ chẳng lẽ ở một chỗ hoài sao. Nên nhớ, tu là phải tu lên, chớ đừng tu xuống nha." Thuật theo lời của cô tu sĩ Lý Mỹ Phước, con gái bà Hai Huỳnh Thị Cưỡng. Luận giải: các đấng cứu thế bao giờ cũng tùy duyên hóa độ, cũng như đấng cha lành lúc nào cũng phải biết rõ ố tật của con thơ. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa khi hóa độ đệ tử, trước tiên Ngài cũng dạy cho hàng đệ tử tại gia ăn chay mỗi tháng có 2 ngày, là mùng 1 và ngày rằm. Khi trình độ giác ngộ của họ tiến hóa thì lòng từ bi cũng theo đó mà phát sinh, từ từ ăn 6 hoặc 10 ngày hoặc trường chay. Đó là diệu dụng của bậc đại giác thường hành tới phương diện giác tha về điểm này. Một hôm, có ông cò Tàu Hảo trong câu chuyện đàm luận đạo đức với Đức Thầy. Ông nói: "Tôi thấy pháp môn của Ngài dạy tu giải thoát, bên Tam Kỳ người ta dạy tu tiên nhưng ăn chay trường rất nhiều, còn Ngài dạy có 4 ngày, sao giải thoát được?" Đức Thầy trả lời: "Mình là người đạo Phật rồi, sở dĩ tôi dạy tín đồ tôi ăn chay 4 ngày, đó là quy tắc, tối thiểu là 4 ngày, rồi tự họ nhận thức cho rõ ràng, để tiến lên chứng 4 bậc thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, vô số tính đếm. Còn nếu tôi bắt người ta ăn chay trường thì người ta làm không nổi, vì họ chưa nhận thức rõ. Từ chỗ 4 bữa rồi họ nhận thức được từ từ tiến lên, cái đó mới là kết quả. Còn bắt buộc sẽ không có kết quả không à." Qua câu chuyện trên,
Ta thấy Đức Thầy cũng như Đức Phật, bao giờ cũng tùy duyên hóa độ, cũng như phương pháp tập bơi lội của đứa trẻ. Khi nó chưa biết lội, nó cảm thấy sợ nước lắm, nên người mẹ phải dùng phao pha theo sát bên nó. Đôi khi nó còn không chịu lội nữa, nhưng đến lúc lội giỏi thì nó lại thấy ham thích. Dù không được mẹ bảo, nó vẫn đòi tắm bơi lội. Chúng ta có phước duyên được gặp chân lý siêu màu của Thầy Tổ, nên cố gắng tu tiến chớ tu lùi. Ha ha ha,